Vâng, hôm nay tiếp tục Lê Tuấn lại nhận một cuộc điện thoại của một người anh ở Minh Thành. Chắc chắn các bác đã biết rồi, chiếc xe này cách đây khoảng 2 tháng Lê Tuấn vào review và kêu một cái giá tức là 80 triệu. Nhưng một cú điện thoại bất ngờ và được hạ xuống 30 triệu thì còn 50 triệu các bác nhé. Vâng, siêu mẫu Yanma S175 2 cộng. Rồi, 50 triệu, bác nào đấu giá với em thì hãy điện thoại nhanh cho em. Bởi vì em nói cái xe này nó mới còn như nguyên các bác nhá, còn như nguyên, có thêm một dàn tức là cắt cỏ đằng sau. Đó, có vậy thôi. Và để nằm đây trong cái lúc thời kỳ mà đang sốt đất thì con của người anh là chủ thì có mua về để thầu cái khuôn viên của BKMX. Nhưng mua về thì làm được có một vài lần thôi. Có nha. Thì cơn sốt bất động sản là bây giờ nằm bất động. Thì em nó cũng nằm bất động luôn tại chỗ. Đấy. Và cách đây 2 tháng Lê Tuấn vào review thì tất cả các đại gia ưa thích dòng này. Có nói là cao quá. Thì đúng chính xác. Hôm nay đúng 60 ngày. Đó là 2 tháng Lê Tuấn vào thì chỉ còn lại 50 triệu các bác nhá. 2 cầu 50 triệu em Yanma siêu mẫu người đẹp nhất của cuối năm 2023 Bình Phước năm nay. Xin mời các bác. Noel những cơn gió lạnh đang lùa vào cũng hơi man mát làm cho lòng Lê Tuấn hơi có một chút gì đó tưởng tượng rằng Noel đã đến gần, nhưng chắc chắn chỉ còn 3 ngày nữa thôi các bác nhá. Rồi, 3 ngày nữa mà cùng với em Yanma này mà đi thưởng ngoạn, đúng không ạ? Để mừng Noel Giáng sinh năm nay thì hơi bị đẹp. Nếu như chúng ta cỡi lên em này mà chạy một vòng, đúng không ạ? Và hai người chân dài hai bên nữa thì càng tuyệt phẩm, công phu, không cần gì để nói, đúng không ạ? Đẳng cấp, vượt trội, đúng không ạ? Xịn sò nhất và cũng là đẹp nhất với một dáng vẻ siêu mẫu của trong làng Tố Tiêm năm 2023 và 2024. Bác nào nhanh tay hãy điện thoại cho Lê Tuấn 0394 326 198 các bác nhé. Đây, đấy, cái này Lê Tuấn mới lên một lần, nhưng trong cái linh tính của Lê Tuấn nói là khó ra được lắm các bác nhé. Đấy, vỏ này, đây vỏ zin, nhưng em cũng chẳng biết là nó nằm ở số chỗ nào nữa các bác nhé. Đấy, em cũng không biết nữa. Đây. Đây. Là răng 4 cánh. 6 ốc. Rồi vỏ mới, nguyên xi. Tất cả mọi cái thì đèn xi nhan. Đấy, bên kia thì vỡ mất rồi. Rất tiếc. Đây này. Bên này thì còn một chút cũng gần đi rồi. Tất cả công tắc nhé. Đấy, cần tất, cần gạt. Đang nguyên xi. Các bác nhé. Đây, đang nguyên bản. Đấy, và là vô lăng. Và hình như là tất cả coi như là báo số đồng hồ. Đấy, cái công tơ bét. Rồi các bác xem nhé. Đấy, thì ở đẳng cấp em này thì đang hoàn toàn mới. Nhưng bởi vì bụi trần để đây không đụng đến. Có nhá, cũng như em nói ngay bất động sản. Đấy, và tất cả nó bị suy thoái. Thì em nó nằm đây, bất động cùng với thế giới bất động sản luôn. Đây, Porter. Rồi, Yanma 2 cầu, xịn sò. Các bác nhìn cầu trước của em đấy nhá, không đắn đo, không một chút lo toan gì hết, chỉ hướng về thực hiện để mà chiến đấu. Đẳng cấp vẫn là đẳng cấp, thương hiệu vẫn là thương hiệu. Rất đẹp, đẹp vô cùng, tổ quốc ta ơi, các bác nhá. Không cần gì đều nói ít. Thì nói từ S là Ukraine rùng mình rồi, đúng không ạ? S-135 hoặc là Su-30 hoặc Su-35. Là hiện bây giờ mà tấn công Ukraine thì hơi mệt. Nhưng mà đây là S-175. Thì các bác bậc tiền bối, các bác suy nghĩ ở tầng công suất của em nó, thương hiệu. Và đây, tất cả mọi cái cần gạt, quá nhá. Đấy, đang còn xịn sò, không còn gì để nói. Rất tuyệt vời. Đấy, đẳng cấp, vượt trội,
đứng hàng đầu. Đấy, và một dàn tức là băm cỏ các bác nhá, băm cỏ chứ không phải là sới, nó là dàn băm cỏ. Đấy, và để cho các bác xem một tí bên này cho nó vui mắt thì chủ nhà có một chiếc xe độ rất chi là ngon lành nha, Hyundai. Đấy, và biển số 86A14869. Ba ông xã. Đấy, cái này là Nam Môn Ninh hay là cái gì đây thì Lê Tuấn không rành lắm, nhưng mà độ, nhưng mà các bác nhìn thấy không? Đấy, đúng là một lớp bụi trần. Đấy, đã phủ, hình như là nếu như ta ký một chữ ký là cũng đã ok. Rồi, sẵn đây Lê Tuấn ký một chữ ký của Lê Tuấn này. Đấy, coi này, đó, đó. Rồi, ok, đó, chữ T đó. Đây, Lê Tuấn. Thấy chưa? Là biết bụi chỗ nào rồi. Đây, cũng người viết đây này. Rồi, ok. Các bác nha. Rồi, cho các bác xem một chút màu cam. Các bác nha. Rồi, và để đi vào chi tiết này thì em đã báo giá cho các bác. Đấy, em Zanma siêu mẫu S175. Còn nguyên hình 50 triệu. Các bác nha. Rồi, em chỉ đến video sơ bộ. Còn lúc nào bác nào mà cần thì bác gọi điện cho em 0394 326 198, em sẽ đến nha và quay lại cho các bác, để các bác cứ yên tâm có em luôn luôn ở bên các bác. Các bác chỉ cần ủng hộ em bằng một nút like đó nha. Và bác nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh và chờ đợi. Các bác cứ nằm ở võng đung đưa rồi lướt lên YouTube, đánh vào Tuấn MC là có em luôn luôn bên cạnh các bác. Rồi, và cuối cùng thì em xin chúc các bác chuẩn bị đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc bên gia đình. Và em xin hẹn lại video sau. Xin chân thành tạm biệt các bác.